lắp đặt trạm không gian trên sao Hỏa, một ý tưởng khả thi. Khắp chân trời góc bể của trái đất đều có sự hiện diện của con người. Ngoài vũ trụ, chúng ta có trạm không gian ISS. Thậm chí mặt trăng còn đang được NASA thực hiện dự án Artemis để đưa con người lên sống vào năm 2025. Thế còn sao Hỏa thì sao? Tại sao lại không làm tương tự với nó chứ? Về cơ bản, sao Hỏa không khác trái đất là bao. Nó có ngày và đêm, núi non đồng bằng và thung lũng, nước thì được trữ bên dưới bề mặt khá nhiều. Nhìn sơ qua có vẻ khá lý tưởng để sinh sống, chỉ có điều môi trường hơi bị khắc nghiệt một tí. Thứ nhất, sao Hỏa không có oxy để hô hấp. Nước chỉ có dưới lòng đất còn bên trên chẳng thấy đâu. Bề mặt sao Hỏa không khác gì một sa mạc khô cằn trải dài vô tận. Không có từ trường và khí quyển, bức xạ mặt trời độc hại liên tục tấn công, hủy diệt tận gốc mọi mầm sống của hành tinh đỏ. Cứ giả sử con người mặc kệ những thứ đó và cương quyết đến sao Hỏa, họ sẽ gặp phải một vấn đề quan trọng khác, năng lượng. Sao Hỏa quá lạnh, quá xa khỏi mặt trời nên không thể dùng các loại năng lượng tái tạo như điện mặt trời, tua bin gió, điện nhiệt. Pin hay ắc quy dự trữ rồi một ngày cũng hết. Chỉ còn một phương án duy nhất, sử dụng năng lượng hạt nhân. Tất nhiên, không thể khai thác ở đây nên nó sẽ được đưa đến từ trái đất và đủ dùng cho vài năm sắp tới. Thế rồi lại một bài toán nan giải khác cần giải quyết, oxy và bức xạ độc hại. Các phi hành gia cần xây dựng một trạm không gian kín mít, không có cửa sổ hay khe hở nào để ánh mặt trời lọt vào. Bên trong thì lấp đầy bằng oxy và nitơ, đảm bảo đủ để duy trì sự sống cho bọn họ. Nếu ở gần hai cực của hành tinh thì không lo thiếu nước, do băng đóng thành lớp dày ở đó, còn thức ăn thì phải tự làm ra thêm. Đất sao Hỏa không phù hợp để trồng bất cứ thứ gì, nên rất có thể họ phải dùng hệ thống aquaponics để trồng rau và nuôi cá cùng lúc. Bên cạnh đó còn phải theo dõi sức khỏe, bởi trọng lực của sao Hỏa chỉ bằng 1/3 trên trái đất, nó làm teo cơ, xương yếu và ảnh hưởng lên tim mạch. Sức khỏe thần kinh cũng không phải chuyện đùa. Hãy thử tưởng tượng suốt ngày bạn phải ở trong một không gian kín mít chật hẹp, xa gia đình và không thể liên lạc thường xuyên với bên ngoài. Mỗi ngày trôi qua cứ lặp đi lặp lại cùng một hoạt động, cùng một bữa ăn suốt nhiều năm liền. Cảm giác sẽ không khác gì bị cầm tù là mấy. Phải thừa nhận rằng việc đưa con người lên sao Hỏa sống là vô cùng khó khăn, nhưng không phải không thể thực hiện được. Hãy cùng chờ xem tương lai có gì thú vị nhé. Tim và follow để được nổ não mỗi ngày.